sau Hoàng Nhật Đồ Điện xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con Daikin vầng trăng rất là đẹp. Đây là cái mẫu cuối cùng trong cái phân khúc dòng máy có hai cột lọc tĩnh điện. Đấy. Duy nhất cái dòng này là model cuối cùng. Đấy. Một con máy hình thức trắng trẻo, hình thức còn rất là sáng, vỏ nguyên bản, chỉ có lau chùi thôi các bác nhé. Rất là sáng đẹp. Đấy. Trắng đẹp. Mẫu này thì nó rất là nồi đồng cối đá cứng cáp, chung là không có gì để hỏng, cực bền bỉ, cứng cáp, chắc chắn. Một con máy đã được bên em vệ sinh sạch sẽ, test ok, ngon lành, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Em vừa quay các bác xem một lượt clip về hình thức, nói chung là máy rất là đẹp. Đẹp sau các bạn này. Con này là TCK 70, sản xuất năm 2014, 75W. 75W. Dùng cho phòng khoảng 50m2 trở lại. Về chất máy của con này thì cực mới này. Các bạn nhìn cái chất nhựa, không biết là cái chất nhựa nó còn rất là mới nhé. Các chức năng ở đây. Khóa trẻ em, hẹn giờ. Cái nút này các bác bấm một nhát một thì nó sẽ là tắt đèn nhé. Eco, tắt bật nguồn, tắt bật ion, buồng, các chế độ lọc khí. Con này em đã đấu điện 220V rồi, công nghệ timer. Báo phần trăm độ ẩm đây thì vừa tắt đi bật lại thì nó chưa lên các bác nhé. Em này em để số 3 này. Đây công nghệ màng lọc kép tĩnh điện và HEPA. Đây, hai cột lọc tĩnh điện còn rất là mới này, đẹp. Các bác tháo vệ sinh kéo này cho nó ra thôi, rất đơn giản. Anh timer khử khuẩn này. Màng HEPA thay mới này. Một con máy rất là đẹp, về mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Ở bên rìa này là khu vực bình nước bùa. Đấy, bình nước bùa mà. Màng tàu bẩm còn rất là đẹp. Đấy, vào cái mùa hè, các bác ở miền Bắc dùng điều hòa nhiều, miền Nam dùng điều hòa nhiều thì phòng nó sẽ rất là khô. Dùng thì phòng nó sẽ rất khô thì các bác cho nước vào bình này, các bác bù ẩm. Lọc toàn bộ tất cả các cái bụi mịn 2.5 PM, các cái bụi bay lơ lửng rất là hiệu quả. Độ ẩm báo 62%, hôm nay độ ẩm khá thấp rồi. Đấy nhé. Một con máy rất là đẹp. Con này em bán là 4.4 triệu, giá chưa phí vận chuyển. Ship hàng toàn quốc, các bác ở xa một đợt cọc trước 500 nhé, nhận hàng thanh toán nốt. Kiểm tra hàng đúng hàng, các bác thanh toán. Đây, chào các bác.